Với một người yêu thích nấu ăn như Tóc Tiên, thì những lỗ hổng từ câu thả thính trứng rắn cần mở, bắp cần bơ khiến thể khiến cô hài lòng được. Những ngày vừa qua trên mạng xã hội xôn xao những đoạn video của một cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng hình thể nóng bỏng kèm những câu thả thính cực. Ngôn tình như, rắn trứng cần mở, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, chỉ cần cầu cơ, anh ơi gió đông cận kề, bao nhiêu lớp áo không bằng lớp em. Những video này nhanh chóng được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, nhiều người cũng nhanh chóng truy tìm thông tin về cô gái được mệnh danh là hot girl thả thính này. Được biết cô nàng này có tên Thanh Tâm, đang là một hot girl gây chú ý trên mạng xã hội thời gian qua. Cô là sinh viên năm 2 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Gương mặt xinh đẹp kèm các câu thả thính ngọt sắc của Thanh Tâm khiến cư dân mạng điên đảo, nhan sắc xinh xắn chuẩn hot girl của Thanh Tâm. Nhiều sao Việt sau đó cũng nhanh chóng bắt trend thả thính này của nàng hot girl này. Mới đây nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng đã vào cuộc, nhưng không phải hướng ứng mà là cà khịa màn thả thính điệu chảy nước. Trong đoạn video trên trang cá nhân, Tóc Tiên hài hước chia sẻ, trứng rắn cần dầu ăn, bắp cần mỡ hành để nướng. Không biết nấu à mà trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ. Pha cà khịa đi vào lòng người này của Tóc Tiên khiến cư dân mạng thích thú. Tóc Tiên cà khịa cô nàng thả thính Thanh Tâm chuyên trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ hiện tại, bên cạnh những người thấy thích thú với hình ảnh dễ thương và các câu thả thính ngọt như mía lùi của hot girl thả thính, thì một số khác lại cho rằng cách nói như rót mật vào tai này có phần điệu đà thái quá gây khó chịu. Cùng với đó các biểu cảm của cô nàng này cũng không làm vừa mắt nhiều người. Tuy nhiên thì dù sau đó cũng chỉ là những video vui trên mạng với tính chất giải trí, nên cũng không cần đánh giá quá căng thẳng làm gì. Video liên quy UANPT, theo thế giới trẻ Let's Explore.